Dạ em ô tô Quốc Hùng Tân Phú Đồng Nai xin chào cô chú anh chị. Hôm nay một buổi sáng thì em xin tiếp tục quay trở lại và giới thiệu đến cho anh chị mình đối với một chiếc xe dòng xe Hyundai Santa Fe 208 nhập hàng số tự động anh chị ha. Dòng xe số tự động thì nhập hàng nguyên con anh chị nha, và 2.0 xe còn rất là liên lạc và rất là đẹp. Dòng xe này là máy dầu SUV, nói chung thì rất là tiết kiệm nhiên liệu anh chị. 100 cây thì nó tầm khoảng 6 lít dầu thôi, 6 đến 7 lít dầu là hết đát rồi anh chị. Được một cái nữa là nó độ êm, độ đầm của nó thì khá là ok, dòng xe hàng nhập mà. Nó độ cách âm của nó hay lắm, rất là êm mà máy cũng êm nữa ha. Đi xe dòng này thì nói chung là nó cũng không có thua kém gì xăng đâu, nên là nó được cái là nó êm ngon. Rồi, bây giờ em sẽ quay sơ lược cái dáng xe cho anh chị mình xem sơ lược cái dáng xe. Thì em cũng xin giới thiệu đến cho anh chị cửa hàng của em nằm tại quốc lộ 20, nằm ngay quốc lộ 20 luôn anh chị ha, ngay 127 thị trấn Tân Phú tỉnh Đồng Nai. Cửa hàng ô tô Quốc Hùng tính từ ngã ba Dầu Giây về hướng Đà Lạt 60 km, cửa hàng nằm phía tay trái cửa hàng ô tô Quốc Hùng ha, chuyên mua bán trao đổi ký gửi các dòng xe ô tô con đã qua sử dụng. Anh chị nào có nhu cầu muốn mua xe hoặc là bán xe nè anh chị cứ kết bạn Zalo và liên hệ trực tiếp với em để được trao đổi với em qua số điện thoại 0944872091 anh chị nha. Nếu mà mình có nhu cầu muốn mua xe thì anh chị cứ liên hệ trực tiếp với em để trao đổi với em. Còn anh chị nào mình muốn bán xe thì mình cứ chụp hình và gửi đăng kiểm và gửi giá qua Zalo cho em. Hai em sẽ xem và em sẽ báo giá cho anh chị và hai bên thương lượng. Nếu mà ok thì em sẽ tới ngay nhà mua xe trong ngày, nhanh gọn lẹ luôn anh chị ha. Rồi, anh chị lần đầu tiên xem kênh em thì cho em xin một nút đăng ký kênh và ấn nút chuông vô để được cập nhật và nhận được thông báo những video sớm nhất bên cửa hàng về, và cùng em xem và tham khảo những chiếc xe bên cửa hàng của em trai ô tô Quốc Hùng nha anh chị nhé. Rồi, em cũng cảm ơn anh chị và chúc cho anh chị một ngày làm việc thuận lợi và một buổi sáng thật là đầy năng lượng anh chị ha. Làm xong gánh gội về cùng em xem và tham khảo những chiếc xe bên cửa hàng ô tô Quốc Hùng anh chị nha. Rồi bây giờ thì mình sẽ quay trở lại đối với chiếc xe Hyundai Santa Fe hàng nhập 2.0 cửa nóc. Dòng xe này là cửa nóc, có cửa nóc luôn, cửa sổ trời nha anh chị, và có hộp số tự động rất là ngon, chạy khỏi cần phải trả số ha, rất là thuận tiện và rất là dễ dàng. Rồi, đối với chiếc xe này thì chủ xe cũng đã lên đồ chơi đầy đủ hết cho anh chị rồi. Màn hình Android, cam hành trình, cam lùi đầy đủ hết luôn anh chị. Không thiếu gì nữa đâu. Anh chị mua xe này về chỉ có là đổi dầu mà đi thôi, không cần phải làm gì nữa ha. Và đồng thời thì bên cửa hàng sẽ cam kết và bao anh chị giấy tờ pháp lý rõ ràng, bao anh chị rút hồ sơ về. Anh chị chỉ cần về huyện mình định danh là ok. Nếu anh chị không biết cách nhập và định danh thì bên cửa hàng sẽ hỗ trợ anh chị, hoặc là sẽ bao cho anh chị làm tức lần tật giấy tờ pháp lý luôn. Chỉ cần anh chị đợi tới ngày lấy thôi ha. Trong vòng thời gian thì tùy theo tỉnh và huyện ha. Nên là hai bên sẽ thương lượng từ 2 đến 3 tuần hay là 1 tuần, là tùy theo tỉnh huyện của chúng ta nữa ha anh chị ha. Rồi, được một cái nữa là đồng thời về bên cửa hàng sẽ có cam kết với anh chị bằng văn bản tại cửa hàng ô tô Quốc Hùng 127 quốc lộ 20 thị trấn Tân Phú tỉnh Đồng Nai, sẽ cam kết là đối với xe này không va chạm cứng đụng nha anh chị, không lỗi nha. Nếu mà lỗi thì anh chị có thể hoàn trả xe lại tức lần tật bình thường hết ha. Và được một cái nữa là bên cửa hàng sẽ cam kết với anh chị là không dịch vụ taxi, tuyệt đối là không dịch vụ taxi nha, bao anh chị là không có taxi ha. Và được một cái nữa là máy số còn nguyên zin, nguyên zin hết. Nói chung là bên cửa hàng sẽ cam kết với anh tức lần tật. Và thêm được một cái nữa anh chị biết không, cam kết với anh chị là bao anh chị quay đầu trong vòng một tháng đổ lại. Anh chị nếu đổi xe chỉ mức phí 8% thôi, còn nếu mà anh chị lên lấy tiền mặt về mức 10%, luôn luôn bao anh chị quay đầu anh chị nhé. Nên anh chị yên tâm về phần trách nhiệm và phần bảo hành, và cam kết bên cửa hàng sẽ bảo hành cho anh chị mấy số 3 tháng anh chị. Đối với chiếc xe Hyundai Santa Fe 208 nhập hàng này anh chị ha. Luôn luôn, nói chung là không có nói bằng miệng đâu anh chị ha, sẽ cam kết bằng văn bản tại cửa hàng ô tô Quốc Hùng nha. Nên anh chị cứ yên tâm về phần chất lượng và giấy tờ pháp lý ha. Bên cửa hàng làm ăn bao nhiêu năm nay rồi, luôn luôn có trách nhiệm. Cho đến khi nào anh chị có biển số gia tên, có biển số mới rồi ok, còn lại bảo hành và trách nhiệm
chất lượng xe luôn luôn có trách nhiệm cho đến khi hết bảo hành anh chị ha. Rồi, bây giờ thì mình sẽ quay trở lại đối với chiếc Dương Vịt 9 đi ha. Đăng kiểm của nó thì đến tháng 5, 26 tháng 5 2024, còn rất là dài anh chị ha, còn rất là dài. Và phim cách nhiệt đã dán đầy đủ hết cho anh chị rồi, đã dán đầy đủ hết rồi. Anh chị mua về không cần phải tốn tiền dán và không cần phải tốn tiền làm nữa ha. Và che mưa cũng có và gala mui cũng có luôn anh chị, gala mui cũng có luôn ha. Và ấp xi tay nắm, ấp xi chén cửa đầy đủ hết cho anh chị luôn ha. Bàn đạp đi lên xuống có đầy đủ hết. Và được thêm một cái nữa anh chị biết sao không? Bốn quả giỏ mới tinh 95%. Anh chị ha, bốn quả giỏ là mới tinh luôn nha ha. Giỏ mới luôn nha. Đó, thấy không? Đã chưa? Anh chị mua về không cần phải tốn giỏ ha. Và bốn thắng đệ nha. Dòng xe này thì hai túi ký và thắng ABS có đầy đủ hết. Và bốn thắng đệ cho anh chị chàng làm điều hòa anh chị ha. Đó, dòng xe mâm còn rất là đẹp anh chị ha. Rồi, những cái bàn đạp đi lên xuống cũng còn rất là đẹp, nhìn rất là tê tê luôn ha, nhìn sướng lắm. Nói chung là xe này thì đi thì êm sướng lắm anh chị. Anh chị nào mình có ưng ý những cái dòng xe này thì anh chị có thể xem và tham khảo ha. Đây mâm còn rất là đẹp nè anh chị ha. Đó, bốn thắng đệ ha. Gầm dè thì đẹp keng sa beng hết nha anh chị, không có dấu hiệu là một mọt hay làm lại bất cứ gì hết nha. Đó, cam kết với anh chị nha. Đó, gầm dè là đẹp hết, không có bị một mọt bất cứ gì hết đâu anh chị ạ. Rồi, bóng đèn pha thì cũng còn rất là sáng và rất là đẹp nè anh chị. Đèn pha còn rất là sáng rất là đẹp ha. Đèn cạn có đầy đủ hết, mặt nạ da lăng nó cũng còn rất là liền anh chị, rất là liền luôn ha. Biển số 60K214 31 anh chị nhé. Bao anh chị rút hồ sơ, nói chung là biển số là ngay chủ chính chủ luôn. Nói chung là em đang đứng tên xe này. Nói chung là bao anh chị là rút hồ sơ cho anh chị đàng hoàng hết anh chị ha. Đèn pha đồ đầy đủ hết, đèn gia lăng đồ đầy đủ hết ha. Đây anh chị, vỏ nè ha, vỏ còn rất là cao ha. Nói chung là 95% hết đó, bốn quả vỏ là cao túc chỉ Cà Mau luôn anh chị. Đó, gầm dè nè, đẹp keng sa beng hết ha. Đó, đẹp hết. Rồi, mâm đồ cũng vậy ha, còn rất là đẹp nè anh chị ha. Đó, đây, bàn đạp đi lên xuống hai bên đều ok và đều đẹp hết ha. Đó, xi nhan nè ha. Đó, thích hợp xi nhan trên gương luôn anh chị nha. Đó, gặp gương đồ có đầy đủ hết á. Xe này nói chung là có đầy đủ đồ chơi hết anh chị ha. Đó, bạn nói chung là dòng xe nhập hàng bạn đủ mà. Đó, đây anh chị, bạn đạp lên xuống nữa ha. Đây, bóng đèn vỏ lớp đây cũng vậy ha, cũng còn cao ha. Đó, nói chung là cao hết anh chị. Đó, gầm dè nè ha. Đó, được có cái dè chống chống sình nữa ha. Rồi, đèn pha, đèn sau nè anh chị, đèn sau cũng còn rất là sáng và rất là đẹp ha. Đó, rất là sáng và đẹp ha. Gạt mưa sau nè anh chị ha, gạt mưa sau. Nói chung là dòng xe bạn đủ luôn luôn có gạt mưa sau và đèn sau nè ha. Đó, đèn đuôi cá ha. Ở đây, này đèn pha nè, nó đầy đủ hết cho anh chị vậy ha. Nói chung là đồ chơi bịt bùng. Quay sơ lược cái gầm cho anh chị xem luôn ha. Đây anh chị, gầm nè, đẹp keng sa beng hết ha. Đó, gầm bô đồ nè, đẹp hết. Chung là gầm là nguyên bản hết ha. Đó, không có tẩy rửa quá chất gì hết anh chị nha. Đó, vỏ lớp thì bốn vỏ nè, mới tinh tức lên tực. Đó, mới rất là mới nha anh chị ha. Rồi, bây giờ anh chị cùng em vô trong nội thất xem sơ lược những cái nội thất và tắp bi đồ ha. Đây anh chị. Đó, đây. Cửa là không thiếu phân sùng nha anh chị nha. Đó, cửa nguyên zin hết anh chị ha. Đó, nguyên zin hết đây. Đó, cửa là không thiếu phần sùng và copy nè anh chị. Đó, copy nè ha. Đó, không bị mòn theo năm tháng ha, còn rất là đẹp ha. Đó, những cái lóc khóa điện đồ cũng vậy ha. Đó, còn khá là đẹp. Và được một cái nội thất chủ xe bọc một cái nội thất rất là sáng và rất là nổi anh chị nha. Đó, rất là nổi bật ha. Đó, ghế này thì anh chị nào mình đi nói chung là ghế này còn đi hơn được 5-10 năm còn chưa hư nữa anh chị. Ghế này loại nói chung là người ta bọc rất là mập mạp và rất là xịn nha. Ghế da nhìn rất là xịn xịn ha. Màn hình Android nè ha. Cam lùi, cam hành trình nè. Cam lùi đầy đủ hết anh chị ha. Ở đây hộp số tự động nè anh chị ha. Cục số còn rất là đẹp ha. Màn hình Android nè. Dàn lạnh điều hòa anh chị ha. Rồi ok. Chủ xe cũng đã may một bộ lốc chân đầy đủ hết cho anh chị rồi ha. Nói chung là
lên đồ chơi đầy đủ hết cho anh chị mua về chỉ có việc xài thôi. À đối với xe này thì chủ xe lên thêm một cái loa súp nữa nha anh chị. Đó, có loa súp cho anh chị nghe nhạc luôn, rất là sướng luôn ha. Ốc tán là còn nguyên bản hết nè ha, những cái cánh gà ruột gà đồ còn nguyên bản đầy đủ hết, còn rất là đẹp. Ốc tán chưa tháo gỡ đụng đậy anh chị ha. Đó rồi, à, bây giờ anh chị cùng em tiến hành về cánh cửa sau ha. Đây à, cánh cửa sau cũng vậy nè anh chị. Đó, những cái dòng xe này mà cửa này rất là cứng ha, cửa rất là cứng, chứng tỏ xe người ta sử dụng rất là ít, là đi rất là kỹ ha. Đây anh chị, gầm bệ là đẹp hết, máy số là zin. Xe này thì anh chị mua về chỉ có việc đi thôi chứ không có lo ngại gì. Nói chung là những cái xe mà gia đình thì đi chút nào mới hư ha, tuy là đời hơi thấp một xíu nhưng mà đồ người ta giữ rất là kỹ ha, nên là chất lượng thì anh chị cứ yên tâm. Đây anh chị, học gió sâu nữa ha, học gió sâu từ đây nữa ha. Dòng xe này thì là xe 5 cộng 2 anh chị ha, 5 cộng 2 thì người ta chỉ có một dàn lạnh thôi. Nhưng mà có học gió sau nè ha. Cửa nóc nè, cửa nóc anh chị mở ở đây ra là sẽ đó là mở cửa nóc nha, một xíu em sẽ vô trong xe em mở cho anh chị xem ha. Đó là anh chị, ở trần thì chủ xe người ta cũng đã bọc 3D hay 5D gì đó. Đó chung là xe về sạch sẽ sẵn dùng thôi, không có cần phải làm một thứ gì nữa đâu anh chị. Rồi à, bây giờ anh chị tiến hành cùng em về cúp sau ha. Cúp sau nè ha, tuy nhúng còn khá là đẹp và khá là cứng nha. Đây những cái nách này, nách cửa này ha. Đây ốc tán này còn nguyên bản hết anh chị ha, nguyên bản hết, những cây tia nhúng này còn rất là đẹp và còn rất cứng cáp ha. Rồi những cái bon tán hàng đồ nè, xe thì tuyệt đối là không có bị va chạm cứng đụng ha chị ha, không bị va chạm cứng đụng ha, mấy số zin gầm đẹp. Nó xe này thì nói chung là không có chê gì hết á anh chị, không có gì để chê hết á. Chủ yếu là quan trọng là anh chị thích những cái dòng xe này, hợp túi tiền của mình, lụm thôi, không có gì để chê hết á. Trong xe còn khá là đẹp, khá là liền đó. Hộp đựng đồ đó, đội đồ có đầy đủ hết nha anh chị nha, đội đồ đã đầy đủ hết. Đây những cái đồ nhựa ở đây cũng còn rất là đẹp ha. Đó, nhựa sâu nè ha, băng sâu nè anh chị. Đó, ngồi đó, đây bong tán hàng nè, đầy đủ hết. Ốc tán là chưa tháo gỡ đụng đậy anh chị ha. Đó, nguyên zin hết, sùng chị nữa ha. Đó, nguyên zin đầy đủ hết nha. Rồi ok. Thì đối với chiếc xe này thì hiện tại bên bên cửa hàng đang hiện tại là đang chào bán với anh chị một cái giá thành cũng rất là hợp lý trong hiện tại bây giờ ha. Bao anh chị rút hồ sơ chỉ có giá chỉ có 359 triệu thôi anh chị nha. 359 triệu ở trên đó thì có thương lượng và bớt cho anh chị, thiện chí lên xem xe anh chị ha. Ok cho anh chị, sẽ có bớt cho anh chị phí đi đường và về ra tên và tình thương mến thương, nên là sẽ có bớt, anh chị cứ yên tâm về phần chợ đó ha. Có thiện chí lên mua xe, cứ lên tại 127 quốc lộ 20 thị trấn Tân Phú tỉnh Đồng Nai xem xe xác thực và chạy thử nè. Ok, hai anh em mình sẽ thương lượng, anh em mình sẽ thương lượng và sẽ có bớt cho anh chị, nên cái anh chị cứ yên tâm về phần giá cả và phần chất lượng xe nha. Đó, chủ yếu là mình thượng chi thôi. Và bây giờ anh chị xem cái tóc bi nè ha. Tóc bi nè, rất là đẹp. Tóc bi còn rất là đẹp nha anh chị ha, rất là đẹp. Đây những cái đồ nhựa ở đây cũng vậy ha. Còn rất là đẹp. Nắp cửa là đẹp keng xà beng hết, nguyên zin hết anh chị ha. Đây cửa đồ lên xuống quá trời đẹp. Rồi đóng cửa nè, rất là khít ha anh chị ha. Cửa thì cứng cáp, cứng cáp, không có giống như những cái chiếc xe mà có dịch vụ taxi hay là những cái chiếc xe mà đi nhiều á, mình mở ra một là nó banh ra hết, hai là nó khép lại thôi anh chị ha. Còn cái này thì anh chị thấy không? Cánh cửa nó rất là bự nha, nhưng mà nó rất là cứng cáp ha. Nó chứng tỏ xe người ta đi rất là ít và giữ gìn được cái chiếc xe còn tốt anh chị ha. Đây anh chị, cánh cửa bên này nè, sùng chị đồ nè, còn nguyên bản đầy đủ hết nha, đầy đủ hết. Và tắp bi nè, tắp bi là không có dấu hiệu bị mòn ha. Tắp bi còn rất là đẹp anh chị nha, còn rất là đẹp, không dấu hiệu bị mòn ha. Những cái góc khóa nè ha. Một xíu em sẽ vô nổ máy, bây giờ em sẽ vô nổ máy luôn, không có đợi một xíu nữa ha. Làm cho nó nhanh gọn lẹ ha, thời gian cũng hơi dài rồi. Mình tranh thủ đi, nói chung là giúp gón giúp ngắn lại thời gian để không cần phải tốn thời gian của anh chị nhiều ha. Rồi bây giờ em sẽ nổ cái máy lên. Nổ cái máy lên. Rồi ok. Bây giờ thì em sẽ odo của nó nè anh chị. Odo của nó là 123.000, 430 mấy cây ha. Đây túi khí của nó ha.
À, túi khí ABS có đầy đủ hết anh chị nha. Vô lăng còn rất là đẹp. Thêm những cái vô lăng này. Đó, dấu hiệu nữa ha. Đó, không có dấu hiệu mòn nha. Không có dấu hiệu mòn ở đây ha. Cũng nhiều ha. Chỉ có ở đây chút xíu là do chủ xe người ta hay đi, người ta hay để tay vậy nè anh chị. Đó, qua bao năm sử dụng thì mồ hôi người ta mặn á, nên là nó bị chảy chảy chút xíu ở đây thôi. Nó không có ảnh hưởng gì hết anh chị ha. Đó. Đó, còn ở đây thì nó không có gì hết là anh chị ha. Đó. Do người ta hay đi, người ta để ở đây nè. Nó hay bị chảy ha. Đó, màn hình Android nè. Đó, còn rất là đẹp và nhìn đó, đầy đủ đồ chơi hết anh chị ha. Hộp số tự động nè, nhìn rất là đẹp. Và những cái dòng xe này thì có cái gập gương tự động anh chị ha. Đó, đồ chơi bịt bùng, gập gương tự động ha. Rồi. Gương chỉnh điện đồ có đầy đủ hết nha anh chị nha. Đó, gương chỉnh điện nè, nó sẽ chỉnh cho anh chị xem ha. Đó, gương chỉnh điện có đầy đủ hết lên xuống nè ha. Đó, đồ chơi bịt bùng. Rồi ok. Đó, quạt mưa, quạt kiến đồ nè ha. Rất là êm đềm, rất là nhẹ nhàng ha anh chị ha. Rồi ok. Anh chị nào mình cảm thấy rồi mở đèn luôn một xíu anh chị cùng em ra xem cái máy sẵn xem luôn ha, mở sẵn capo luôn. Rồi bây giờ thì anh chị cùng em tiến hành về sau xe. Mình từ sau xe mình nhìn lên cái ha, mình nhìn lên cái mình xem cái cửa sổ trời rồi nha anh chị ha. Đó, xong rồi mình sẽ lên trên cái máy mình khám phá nó tiếp tục anh chị nha. Rồi ok, bây giờ mình sẽ thử cái cửa sổ trời đi. Đây cửa sổ trời mình mở ở đây anh chị ha. Đó. Và rồi thấy trời ha. Đó. Rồi bây giờ mình hạ vô. Sử dụng bình thường hết anh chị à, nói chung là điện đốm đồ là ok hết. Rồi mình không thích thì mình đóng lại ha, đóng lại. Ở đây anh chị những cái này thì là mình bỏ kiếng đeo nha anh chị ha, bỏ kiếng đeo nè ha, mình đeo xong mình bỏ trên này trên xe ha. Có hai cái nè anh chị nha. Đó. Rồi cái này che mưa nè. Đó, che mưa che nắng nè ha, có đồ trang điểm cho anh chị son môi sức phấn luôn anh chị nha, chạy tóc nhuốc tóc luôn ha. Rồi ok, bên này cũng vậy nha anh chị. Đó, bên này có đầy đủ hết nha. Đó, đầy đủ đồ chơi hết cho anh chị ha. Rồi những cái hộp đựng đồ thì quá trời hộp đựng đồ nè ha, 4-5 cái luôn anh chị ha. Đây bên này cũng có nè ha, ở bên này cũng có nè, ở bên này cũng có ha. Đầy đủ hết đồ chơi hết, túi khí bên này nè ha. Đó, táp lô còn rất là đẹp nha anh chị. Đó, chủ xe người ta lót sẵn cái thảm lên cho anh chị ha. Nói chung là xe thì nói chung là đầy đủ đồ chơi hết, không cần phải suy nghĩ ra về phải dọn dẹp hay là làm một thứ gì hết anh chị ha. Đèn sau nữa ha. Đó, đầy đủ hết ha. Rồi ok, bây giờ thì anh chị cùng em chạy lên cabo và xem ha. Đang chị nội thất nữa ha. Nó ngồi đẹp rộng rãi lắm, dòng xe này nó ngồi êm lắm, êm như máy xăng anh chị. Nói chung là sướng lắm, tuy mấy dầu thôi được cái tiết kiệm ha, 100 cây chỉ có 6 đến 7 lít dầu thôi. Đó, đi tiết kiệm. Đây chị, máy nổ rất là êm. Xem cùng chị nè ha. Đó, nguyên zin hết, đầy đủ hết nha anh chị nha. Đó, ốc tán nè, chưa đụng đậy ha. Đó, ốc tán chưa đụng đậy ha. Rồi, những cái đồ nhựa ở đây cũng vậy, còn rất là đẹp anh chị à. Những đồ nhựa ở đây còn rất là đẹp. Đó, cùng chị ở bên này cũng vậy ha. Đó, nguyên bản đầy đủ hết ha. Đó, ốc tán là nguyên đại đầy đủ hết. Đó, bình cũng còn rất là đẹp ha. Đó. Cục thắng ABS có nói thì nằm ở tút ở dưới đó ha chị ha. Đó, mỗi dòng xe mỗi khác. Đó, máy nổ rất là êm. Đó. Đó, không có hơi hám gì đâu anh chị ha. Máy là bao anh chị là không có miếng hơi nào hết anh chị ha. Rồi ok. Anh chị nào mình cảm thấy ưng ý và hợp túi tiền của nó thì anh chị có thể lên tại 127 quốc lộ 20 thị trấn Tân Phú tỉnh Đồng Nai để xem xe ha. Cục thắng ABS nằm dưới đây nè anh chị ha. Đó, cái này hộp điện của nó là hộp nào của nó đây, cái bộ e của nó nằm đây ha. Đó, máy nổ rất là êm, rất là êm. Rồi ok. Nói chung thì em cũng đã quay xong những chi tiết cần thiết quay cho anh chị xem cho. Mấy cái bóng đèn nè lên sáng đồ đầy đủ đẹp hết anh chị ha. Anh chị nào mình cảm thấy ưng ý và cảm thấy hợp túi tiền của mình thì có thể lên tại 127 quốc lộ 20 thị trấn Tân Phú tỉnh Đồng Nai, cửa hàng ô tô Quốc Hùng để xem xe chi tiết và chạy thử ha. Cảm thấy ok, mình sẽ làm thủ tục mua bán và rút hồ sơ về cho anh chị nhé. Nói chung là anh chị nào mình có không biết đường đi lên thì cứ liên hệ trực tiếp với em trai ô tô Quốc Hùng ở Tân Phú Đồng Nai để em sẽ hướng dẫn đường chi tiết cho anh chị lên. Còn không thì anh chị muốn trao đổi với em trai thì cứ liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại 0944872091 hoặc 0988 0978548858 anh chị nha. Rồi bây giờ em ô tô Quốc Hùng cũng xin phép ngừng lại tại đây và chúc cho anh chị một ngày làm việc thật là thuận lợi và thật là nhiều sức khỏe anh chị nha. Và đừng quên
đăng ký kênh và nhấn nút chuông vô để những thông báo những video tiếp theo của em trai, để ủng hộ và xem và tham khảo cùng em trai anh chị ha. Xin chào và hẹn gặp lại nha anh chị nha. Bye bye.